Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài văn tả về con chó của học sinh lớp 3. Tiếp theo bài số 6. Là loài vật rất trung thành, không chỉ rất ngoan ngoãn, dễ thương mà nó còn rất chăm chỉ trông nom nhà cửa. Đó là con chó. Nhà em có nuôi rất nhiều loài vật như gà, mèo, trâu, vịt, nhưng loài vật mà em yêu thích nhất vẫn là chú chó. Chú chó nhà em là một chú chó, nó tên là Kiki. Kiki được bố em mang về nuôi từ khi nó còn nhỏ xíu. Lúc bấy giờ nó rất nhút nhát, cứ hễ nhìn thấy người là lại chạy vào trong gầm sạp để trốn. Bây giờ Kiki đã trở thành một chú chó trưởng thành, không còn nhút nhát như ngày mới về nữa. Nó luôn chạy theo em và mừng rỡ quẩy đuôi khi bố mẹ và anh trai em đi làm, đi học về. Kiki là giống chó cỏ nên dù đã trưởng thành nhưng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với những chú chó nhà hàng xóm khác. Dù nhỏ hơn nhưng Kiki lại rất thông minh, ngoan ngoãn, nên trong nhà em ai cũng đều rất yêu quý nó. Kiki của em có một bộ lông màu xám đen dài và rất mượt mà. Mỗi khi vuốt ve bộ lông của nó, em đều thấy rất thích thú vì nó mượt và êm như bông vậy. Đôi mắt của Kiki tròn xoe và đen như hai hạt nhãn. Đôi mắt nó lúc nào cũng long lanh như có nước. Đặc biệt là khi em cho Kiki ăn hoặc em dẫn theo Kiki ra ngoài nhà văn hóa chơi. Đôi chân của Kiki rất ngắn nhưng nó lại có thể chạy rất nhanh. Khi nó chạy ra đón em, đón mẹ em mỗi khi mẹ đi chợ về, hay khi chạy đuổi những con mèo nhà hàng xóm. Khi chúng ăn vụn thức ăn thì đôi chân ngắn ấy trở nên nhanh thoăn thoắt. Kiki của em không chỉ dễ thương mà còn rất thông minh và ngoan ngoãn. Khi không có người ở nhà thì Kiki lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở mái hiên trong nhà. Do đó nhà em không bao giờ có trộm hay bị mất đồ gì cả. Mỗi khi có người về là Kiki lại chạy ra quấn quýt lấy chân, dùng chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào chân, rất đáng yêu. Khi em đi học về, dù chưa đến cổng mà chỉ nghe thấy tiếng thôi thì Kiki cũng đã chạy ra để đón. Những lúc ấy em cảm thấy rất vui, không chỉ mừng rỡ khi chủ về nhà mà mỗi khi em hay bố mẹ đi làm thì Kiki cũng chạy ra tận cổng để tiễn. Đến khi không nhìn thấy bóng nữa thì Kiki mới chịu vào hiên nằm. Em rất yêu quý Kiki. Với em nó không chỉ là một loài vật nuôi để trong nhà mà nó còn là một người bạn trung thành, dễ thương và cũng rất thông minh, ngoan ngoãn nữa. Đó là bài văn số 6 mình vừa trình bày xong. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hàng clip sau mình sẽ làm bài văn tả con chó số 7 do các bé học sinh lớp 3. Mến chào các bạn. Hàng clip sau.